giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ làm phiền lòng em lắm em ơi. Hay mai sang nhà mang theo mâm bánh mâm trà, khoanh tay gật đầu thưa má ba từ đây đẹp tình thôn gia. Nếu mà mình thương nhau thật lòng người ơi, mâm trầu buồn cao sẽ dây tơ hồng thành đôi. Cho dù ngày sau đời còn nhiều đổi thay, lòng này nguyện không nói hai lời một mình em thôi. Anh thương là thương em nhất nha, thương rồi là không tắt xa, luôn cho che cho em dù mai này sang dài. Bên cạnh anh xin chớ lo, mưa dầm hay là nắng to, đã có đôi tay này dâng cao ôm lấy em đây người ơi. Thương là thương em mãi thôi, mong ngày sau ta có đôi. Anh hứa không thay lòng, một lời xin hứa bên em trọn đời. Tơ hồng đang cần chúng ta, cao trào đưa duyên thất qua. Vậy là từ đây tuổi
xung quanh cũng biết bao chàng cưa mình. Thôi thì lửa gần rơm, kiểu gì lâu ngày nó cũng bén. Thật thà là được chứ không kén, chứ em cũng rén. Tuổi đôi mươi đã yêu bao giờ đâu ní ơi. Anh phải về nhà em hỏi ba má, có một đứa con gái nên phải ra giá. Xính lễ bàn tiệc thêm của hormone, phải thật đầy đủ không có trả giá. Nếu sau này anh có giàu sang hay là nghèo rớt mồng tơi, em vẫn gọi chồng ơi. Nếu mà mình thương nhau thật lòng người ơi, mâm chầu buồn cao sẽ dây tơ hồng thành đôi. Cho dù ngày sau đời con nhiều đôi thay, lòng này nguyện không nói hai lời, một mình em thôi. Anh thương là thương em nhất nha, thương rồi là không tách xa luôn. Cho che cho em dù mai này gian khó hay sang dài, bên cạnh anh xin chớ lo. Mưa dầm hay là nắng to, đã có đôi tay này dang ra ôm lấy em đây người ơi. Thương là thương em mãi thôi, mong ngày sau ta có đôi. Anh hứa không thay lòng, một lời xin hứa bên em trọn đời. Tơ hồng đang tên chúng ta, cao trào đưa duyên kết qua. Vậy là từ đây tụi mình về chung một nhà. Anh thương là thương em nhất nha, thương rồi là không cách xa luôn. Cho che cho em dù mai này gian khó hay sang giàu, bên cạnh anh xin chớ lo. Mưa dầm hay là nắng to, đã có đôi tay này dang ra ôm lấy em đây người ơi. Thương là thương em mãi thôi, mong ngày sau ta có đôi. Anh hứa không thay lòng, một lời xin hứa bên em trọn đời. Tơ hồng đang tên chúng ta, cao trào đưa duyên kết qua. Vậy là từ đây tụi mình về chung một nhà. Alo, mẹ hay hoàng, chụp bị ảm nám lẹ. Dẫn ta
dòng sông kia êm trôi như khúc ca tình ta. Dù mãi nơi phương xa, anh yêu mãi một người. Tình anh hơi bao la, xanh như mắt em ra người. Tình anh thắm nồng, tình như giấc mộng. Từ trong cõi lòng, bao ngày chờ mong. Ngàn năm vẫn chờ, tình không đến bờ. Tình như ý thơ, người ơi, người ơi, người ơi. Cảm ơn các cụ, công các bà, cô dì chú bác
đã nồng nhiệt và đón tiếp phái đoàn của nhà trai chúng tôi thật là long trọng. Đó, xin cảm ơn. Các quý vị, trải qua những một thời gian tìm hiểu của cháu Đức và cháu Huế là đã được chính mùi cùng với hai bên bố mẹ đồng ý có được một ngày thật là đẹp này. Hôm nay là ngày đẹp, là một ngày vui nhất của hai cháu cũng như hai họ, hai gia đình. Và đặc biệt phái đoàn họ nhà trai ngày hôm nay sang đây gồm có tất cả các cụ, công các bà, cô dì, chú bác, bên nội cũng như bên ngoại và bạn bè của cháu Đức đến để cùng dự một cái buổi lễ ăn hỏi cho hai cháu. Kính thưa hai gia đình, qua trao đổi nhiều lần, hai bên gia đình, ông bà Sĩ Hạnh và ông bà Cảnh Huệ đã đi đến thống nhất có được một ngày đẹp, đó là ngày hôm nay. Ông bà Hạnh cũng như gia đình họ nhà trai chuẩn bị những lễ vật gồm có 7 sinh lễ tượng trưng cho 7 ý nghĩa của ngày vui của hai cháu. Và thay mặt và đại diện họ nhà trai cũng xin tất cả các cụ, công các bà, họ nhà gái chấp nhận và để tiếp tục công việc của cháu, rồi dâng lên gia tiên báo cáo với các cụ cho hai cháu trăm năm tiến tới tốt đẹp hơn. Trước khi được lời, xin một lần nữa trân trọng cảm ơn sự đón tiếp rất là long trọng họ nhà gái cũng như gia đình nhà gái. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý cụ ông bà cùng toàn thể cô dì chú bác và quan viên anh họ, tôi rất là vinh dự hôm nay được làm đại diện cho họ nhà gái. Lần đầu tiên tôi xin thay mặt cho gia đình nhà gái kính chúc các cụ, các ông, các bà, quan viên anh họ có một sức khỏe, hạnh phúc và bình an để đón tiếp phái đoàn họ nhà trai. Gia đình nhà gái chúng tôi cũng có đầy đủ các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác và cháu được đón tiếp các ông bà. Tiếp theo thì xin mời các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ mời nước, mời chầu và dùng tiệc ngọt với gia đình họ nhà gái. Qua sự phát biểu của bác đại diện họ nhà trai, gia đình nhà gái chúng tôi hoàn toàn nhất trí và đồng ý những sinh lễ của nhà trai mang qua. Và một lát nữa gia đình nhà gái chúng tôi là sẽ dâng lên tổ tiên để cáo với tổ tiên để chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp của hai gia đình. Tôi xin thay mặt cho gia đình họ nhà gái là cảm ơn các cụ, ông, các bà, nhà trai đã xuống để bàn bạc và cho hai cháu một cái lễ thành hôn tốt đẹp nhất. Trước khi dừng lời, tôi xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết. Miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng
thuyền đã sang sông, đậu bến uyên ương đang bình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phải ua miếng trầu miếng cầu. Ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay miếng trầu miếng cầu. Ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cầu, ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cao. Tình đắng duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông, đậu bến uyên ương đang bình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cầu. Ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay miếng trầu miếng cầu. Ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Thank you.
tuyệt vời. Và trên bầu trời chúng ta cùng nhau tự nhiên xoay trầu trên lớp và được trở lại với một ca khúc đề, một khúc dân ca, một cầu quan họ do chúng mình trình bày trong một tối nay. Chẳng nên ngồi từ ba đời.
đàn bầu ta sinh lại gần nhau, nghe âm tiếng đàn ta ở cạnh nhau. Anh ơi em quê hương hai miền, trăng xoay rừng tràng, trăng sáng trong lòng Thank you.
nhiều bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi bờ chồng. Theo anh về phố chỉ thanh thang trên con đường nắng đổ tràn ngang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên cô
ly ta rỗng rãng. Riêng ly này tôi chúc cháu tầng làng, cứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Vô xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang quê mình khang trang, tân mừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề sống tha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sáu, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già, tôi xin chúc muôn nơi xuân của lòng ta và xuân đến mọi nhà. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta
không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Trăng sáng cưới nhau về ta rước hồi vui trên sông dài thuyền hoa răng bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi hò khoan, ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá. Đây, xin được nồng nhiệt chào đón những tình cảm thân thương của tất cả các bậc quý vị cùng trở vào với khu chính cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Với những tình cảm đồng hợp nhất để quý vị chúng ta cùng lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ưu ý nhất, không vì ghế mời chầu mời thước, cùng dựa chọn vẹn buổi lễ phục vị chúc mừng hạnh phúc tới con dâu của chú rể. Xin được đón mời những tình cảm thân thương của tất cả các bậc quý vị cùng trở về với gia đình chúng tôi trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Nước có nguồn mới có biển cả sông sâu, con người ta có từ đâu, các tổ tiên trước thì sau mới có mình. Và ngay lúc này đây thì đại diện phía hai bên gia đình cùng với song thân phụ mẫu của con dâu và chú rể đã cùng đang hướng dẫn con dâu và chú rể của chúng ta làm lễ thắp hương gia tiên ở phía nhà trong để cẩn cáo với gia tiên ngày vui ngày hạnh phúc trọn đời là đây và tiền nhận từ ân trên những tình cảm tuyệt vời nhất phù hộ độ trì cho các cháu luôn luôn được mạnh khỏe gia đình bình an và hạnh phúc. Và tiếp tục xin được chào đón những tình cảm thân thương của quý vị còn ở phía ngoài cổng hoa khách còn di chuyển vào phía sau khán phòng cưới của gia đình chúng tôi với những tình cảm đồng hồ nhất quý vị chúng ta cùng nghỉ ghế mời chầu mời nước mời thuốc cùng chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể và rất mong muốn được đón tiếp tân của gia đình chúng tôi trong ngày vui hạnh phúc ngày mừng trên chúc cưới cũng như chung chi ngày vui hạnh phúc với hai gia đình chúng tôi trong ngày vui hạnh phúc đặc biệt này. Xin được cảm ơn
Vào Nhà Trai còn trở về với gia đình chúng tôi với mâm sính lễ xin dâu rất là tuyệt vời. Lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời cùng trở ra phía ngoài sân khấu sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn. Vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ Nhà Trai, vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ Nhà Gái cùng có đôi lời phát biểu trao lễ nhận lễ xin dâu trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Trước mắt quý vị đó chính là sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn đã cùng trở về đây trong niềm vui hân hoan hạnh phúc hôm nay. Và trước khi bước vào những thủ tục tiếp theo trong buổi lễ phu quy lễ xin dâu ngày hôm nay thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể các bậc quý vị sẽ đến với những tình cảm thân thương nhất, những lời phát biểu đầy vàng ngọc của hai vị trưởng đoàn. Các trưởng đoàn gia đình họ Nhà Trai sẽ có đôi lời phát biểu chào lễ xin dâu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn trẻ của hai họ, hai gia đình. Tôi là chú của cháu Đức. Trước hết xin gửi lời chào tới tất cả các cụ, các ông, các bà một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, ngày hôm nay phái đoàn Nhà Trai hôm nay có mặt tại đây, chúng tôi gồm có tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng anh chị em bên nội cũng như bên ngoại đã đến và tới đây để dự một buổi lễ vu quy thật là đẹp. Kính thưa toàn thể hội hôn, một lần nữa xin chào và gửi lời tốt đẹp nhất mà gia đình họ Nhà Gái đã tổ chức một cái không gian lễ vu quy thật là trang trọng và đẹp dành cho hai cháu ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, trải qua một thời gian các cháu quen biết nhau, yêu nhau trên tình bạn, dẫn đến hai gia đình trao đổi và đồng thuận cho phép hai cháu nay đã trở thành vợ chồng. Phái đoàn Hòa Nhà Trai chúng tôi hôm nay qua đây có cơ dầu xin dâu, trước tiên là xin các cụ công các bà cô dì chú bác đón nhận và thắp hương lên gia tiên để chấp nhận cho phái đoàn Hội Nhà Trai chúng tôi một lát nữa đến giờ đẹp được xin cháu trở về phòng tổ chức Hội Nhà Trai. Và cũng kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác cùng bạn trẻ của hai họ, hai gia đình tới phòng lễ thành hôn để tiếp tục làm lễ thành hôn cho hai cháu, để chúc phước lên cho hai cháu. Trước khi ngừng lời, xin kính chúc toàn thể các cụ một lời chúc mạnh khỏe và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể các bậc quý vị trân trọng và kính mến, vừa rồi thì quý vị và các bạn vừa đến với đôi lời phát biểu chào lễ cũng như đôi lời phát biểu xin dâu của bác đại diện gia đình họ Nhà Trai, cũng như những tình cảm thân thương nhất bác đại diện gia đình họ Nhà Trai gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình họ Nhà Gái đã dành cho gia đình họ Nhà Trai những tình cảm nồng hậu nhất với cách đón tiếp tuyệt vời của người phụ cử chúng ta dành cho tất cả các bậc quý vị, đặc biệt là phái đoàn gia đình họ Nhà Trai trở về với từ quê hương ân thi trở về đây trong niềm vui hân hoan hạnh phúc này. Và Nhà Trai thì đã có công sang tận Nhà Gái để có đôi lời xin dâu, thì Nhà Gái chúng ta cũng sẽ có đôi câu phát biểu nhận lễ cũng như trao dâu lúc này. Lúc này thì xin được trân trọng kính mời toàn thể các bậc quý vị sẽ đến với đôi lời phát biểu nhận lễ trao dâu của bác đại diện gia đình họ Nhà Gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý phụ, quý ông bà, kính thưa toàn thể hội hôn, tôi là bác ruột của cháu, hôm nay rất là vinh dự được làm đại diện cho gia đình họ Nhà Gái. Xin có một lời chào nồng nhiệt đến nhất đến với quan viên của họ Nhà Trai. Rất thơm ạ. Thay lời cho gia đình họ Nhà Gái, tôi
có một lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc tới quý hội hôn và toàn thể quan viên hai họ. Qua lời phát biểu của bác đại diện họ nhà trai, gia đình nhà gái chúng tôi hoàn toàn nhất trí và đồng ý với lễ sinh dâu. Và để tí một chút nữa, gia đình nhà gái chúng tôi là sẽ có đại diện để dẫn cháu vào để thắp hương và kính cáo với tổ tiên để chúc phúc cho hai cháu. Một lần nữa, tôi xin chúc toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể cô dì chú bác của quan viên hai họ một lời chúc sức khỏe và xin chào ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa đến với đôi lời phát biểu cho lễ cũng như nhận lễ trong xin dâu cho dâu của hai vị trưởng đoàn. Lúc này thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình hãy cùng di chuyển những tình cảm thân thương của mình bằng những bước chân tuyệt vời nhất vào phía nhà trong để cùng hướng dẫn chú rể Hoàng Đức làm lễ thắp hương gia tiên cùng với mẹ. Hãy cùng tiếp cận phía sân khấu để cùng trao cho nhau mâm xính lễ xin dâu ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời, rất là tuyệt vời ạ. Hai mẹ hãy cùng nở nụ cười thật tươi đi ạ. Vâng ạ. Quý vị dành cho hai gia đình chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Vâng, và lúc này thì xin được trân trọng kính mời hai mẹ tiếp tục di chuyển. Chào đón tình cảm của tập thể các bậc quý vị đã hiện diện tại tư gia hôn chưa cưới.
nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày đầu tiên thì cho phép những làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng gửi tới toàn thể các bậc quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào nồng nhiệt nhé. Rồi vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị trân trọng và kính mến, và xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục mời chồng mời nước mời thuốc và cùng tiếp tục hưởng ánh nhìn thân thương của mình bằng những tình cảm tuyệt vời nhất dành cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Rồi vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị trân trọng và kính mến, gia đình là nơi để về và gia đình là nơi để chúng ta được trao nhận yêu thương, và gia đình cũng là nơi mà tình yêu mãi mãi không bao giờ kết thúc. Và ngày hôm nay, cô dâu Kim Huế cùng với chú rể Hoàng Đức của chúng ta, họ đã minh chứng cho chúng ta thấy một điều rằng tình yêu là một thứ có thật, và hôn nhân đó chính là một đích đến tuyệt vời cho tình yêu đẹp tuyệt vời đó. Và có lẽ rằng tất cả các bậc quý vị chúng ta đều có mặt tại đây, ai ai cũng muốn tìm cho mình một người bạn đời trăm năm để cùng chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì với thiên thời địa lợi nhân hòa, với sự chứng kiến của toàn thể các bậc quý vị cũng như sự kết hợp hòa hợp của đất và trời, thì dưới dạp tân hôn, dưới không gian tiệc cưới vô cùng sang trọng và lộng lẫy này, cô dâu và chú rể của chúng ta chính thức tìm tới nhau và chính thức nên duyên chồng vợ. Bởi thế người ta mới nói rằng tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý mà tạo hóa này đã ban tặng cho tất cả chúng ta. Và để rồi đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió thì trong trống sẽ quay, đủ yêu thương thì tình yêu mật ngọt sẽ đong đầy. Và sau một thời gian dài yêu thương và tìm hiểu lẫn nhau, được sự vun vén và tác hợp của đôi bên gia đình, đặc biệt là sự cho phép của chính quyền địa phương, thì ngày hôm nay Kim Huế cùng với Hoàng Đức chính thức nên duyên chồng vợ. Và ngay lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời Hoàng Đức cùng với Kim Huế, hai em hãy cùng ôm bó hoa tươi thắm, cùng bước lên trên sân khấu hạnh phúc, nở một nụ cười thật tươi để cúi chào quan viên bốn họ hai nhà. Xin được trân trọng kính mời quý vị, đó chính là hai ngôi sao sáng nhất trong bầu trời hạnh phúc ngày hôm nay, hai ngôi sao Kim Huế cùng với Hoàng Đức chính thức ra mắt diện kiến quan viên bốn họ hai nhà. Một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt từ phía quý vị dành cho cô dâu và chú rể ạ. Và lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu Kim Huế cùng với chú rể Hoàng Đức của chúng ta, hai em hãy cùng tay trong tay ôm bó hoa tươi thắm và cùng nở nụ cười rạng rỡ thật tươi, cúi chào quan viên bốn họ hai nhà thay cho lời cảm ơn chân thành nhất từ phía cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời một cái cúi đầu thật sâu từ phía cô dâu và chú rể của chúng ta. Vâng, vào giờ này thì giờ vàng giờ ngọc đã đến, giờ xe duyên hồng tiếng chân hồng đã điểm, giờ phúc giờ lộc giờ tài giờ tuyệt vời nhất đã đến đây rồi. Quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn thân thương của mình lên phía sân khấu và nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt để những làm chương trình chúng tôi trân trọng được tuyên bố lễ vu quy, lễ xe duyên chỉ thắm kết tình trăm năm cho Kim Huế cùng với Hoàng Đức của chúng ta chính thức xin phép được bắt đầu. Cảm ơn những bản pháo hoa rất là tuyệt vời đến từ các bạn bắn rất là chuyên nghiệp, bắn không trượt phát nào luôn. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo vỗ tay tuyệt vời của toàn thể các bậc quý vị dành cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn đó của quý vị dành cho Hoàng Đức cùng với Kim Huế ạ. Vâng, rất là tuyệt vời với những tình cảm thân thương tuyệt vời này. Và thưa các kính thưa toàn thể các bậc quý vị trân trọng và kính mến, và trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, ngoài những tình cảm thân thương của toàn thể các bậc quý vị cùng trở về đây với gia đình chúng tôi trong ngày vui hạnh phúc đặc biệt này, thì quý vị chúng ta tiếp tục cùng chứng kiến câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất của Kim Huế dành cho Hoàng Đức cũng như của Hoàng Đức dành cho cô dâu Kim Huế trong ngày vui hạnh phúc tuyệt vời ngày hôm nay. Với những tình cảm đồng hậu nhất, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta tiếp tục ý ghế mời chầu mời nước mời thuốc cùng tiếp tục chứng kiến những câu chuyện tình yêu tuyệt vời của cô dâu và chú rể. Và lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sự hiện diện của người mẹ sinh thành ra chú rể Hoàng Đức, có một chiếc nón che chở cho cô con dâu yêu quý của mình trong suốt cả cuộc đời, cùng trở lên sân khấu trao cho cô con dâu yêu quý chiếc nón thân yêu. Xin được trân trọng kính mời. Chiếc nón trắng ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đó chính là kể từ ngày hôm nay thì cô dâu Kim Huế chính thức trở về với gia tộc, gia đình họ nhà trai để làm dâu, và chính thức chú rể Hoàng Đức trở về với gia đình họ nhà gái chúng tôi để làm rể. Với những tình cảm thân thương này thì hai mẹ đang cùng thắt quay
cô con dâu tuyệt vời của mình, để che chở cho hai con suốt cả cuộc đời. Một cuộc sống yên lành, hạnh phúc, công thành, danh toại, sinh đủ trai đủ gái cho bên cha mẹ vui lòng. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt từ phía quý vị. Nón thì cô dâu Kim Huế đã nhận rồi, thì lúc này chúng con xin được nhờ mẹ sinh thành ra chú rể Hoàng Đức hãy cùng di chuyển giúp chúng con chiếc nón xuống phía dưới. Và một lát nữa thôi thì giờ vàng giờ ngọc chính thức, giờ đầu tiên mà cô dâu Kim Huế sẽ bước đi đầu tiên trở về với gia đình họ nhà trai để làm dâu, thì mẹ sẽ che giúp cho cô dâu yêu quý của mình chiếc nón ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, con xin được nhờ mẹ ạ. Vâng, và xin được trân trọng kính mời hai mẹ trở về chỗ ngồi danh dự để con cháu tiếp tục xin được đón tiếp ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị trân trọng và kính mến, đúng là nhà là nơi để về và nhà là nơi để chúng ta được trao nhận những yêu thương. Trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, cô dâu Kim Huế cùng với chú rể Hoàng Đức của chúng ta ngoài được đón nhận những tình cảm rất thân thương của toàn thể các bậc quý vị đã cùng trở về đây chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể, thì cô dâu và chú rể của chúng ta còn được đón nhận rất nhiều những món quà tình cảm thân thương từ những người thân yêu trong gia đình gửi tặng cho Kim Huế cùng với Hoàng Đức. Ngay lúc này thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu món quà tình cảm của bà nội cô dâu Kim Huế, có một quà tình cảm thân thương dành tặng cho hai cháu, thay như một của hồi môn rất là tuyệt vời dành tặng cho hai cháu, chúc cho hai cháu trăm năm viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được trân trọng kính mời món quà tình cảm của bà. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Cô dâu của chúng ta hãy nở nụ cười thật tươi để đón nhận món quà tình cảm với hai cháu. Hãy cùng nở nụ cười rạng rỡ thật tươi đi ạ, để lưu lại tấm hình đẹp nhất cho ngày hạnh phúc hôm nay ạ. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn món quà tình cảm của bà nội. Và xin được trân trọng kính mời bà trở về chỗ ngồi danh dự để con cháu tiếp tục xin được đón tiếp ạ. Tiếp theo, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu món quà tình cảm của bà ngoại cô dâu Kim Huế dành tặng cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, rất là tuyệt vời, những món quà tình cảm thân thương nhất từ bà nội bà ngoại gửi tặng cho hai cháu ngày hôm nay. Quý vị hãy dành cho gia đình chúng tôi cũng như dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn món quà tình cảm của bà ngoại. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị trân trọng và kính mến, sinh con ra và nuôi con khôn lớn, đó là niềm vui niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ. Và niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay được nhân lên gấp bội khi con cái mình khôn lớn, trưởng thành và dựng vợ, gả chồng có gia đình riêng. Thì bố mẹ sinh thành do cô dâu Kim Huế cũng có món quà tình cảm thân thương dành tặng cho hai con, coi như một của hồi môn tuyệt vời. Thay cho lời chúc mừng hạnh phúc tới hai con hãy cùng sống với nhau trăm năm viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu món quà tình cảm của bố mẹ sinh thành do cô dâu Kim Huế xin được trân trọng kính mời. Nào chúng ta cùng nở nụ cười thật tươi đi ạ. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Bố sẽ đứng ngon. Xong. Và lúc này thì xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ đến với món quà từ
người bố sinh thành do cô dâu Kim Huế trao tặng cho người con rể thân thương của mình, xin được trân trọng kính mời. Một tràng pháo tay dành cho cô dâu chú rể, rồi chúng ta cũng như dành cho bố mẹ, dành cho hai bên gia đình chúng tôi ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng, thay cho lời của con trẻ, xin được gửi trân trọng cảm ơn những món quà tình cảm thân thương từ bố mẹ. Xin được kính chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe và là chỗ dựa cho chúng con suốt cả cuộc đời. Xin được trân trọng cảm ơn món quà tình cảm của bố mẹ rất nhiều. Xin vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị trân trọng và kính mến, cùng trở về đây với những tình cảm thân thương nhất, với những tình cảm tuyệt vời, cô dâu và chú rể của chúng ta được đón nhận từ phía bà nội và bà ngoại cùng với bố mẹ, thì cô dâu và chú rể của chúng ta tiếp tục được đón nhận những món quà tình cảm thân thương từ những người thân yêu trong gia đình. Lúc này ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu món quà tình cảm của bác Hương Nam dành tặng cho hai cháu, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được cảm ơn món quà tình cảm của bác Hương Nam. Ban tổ chức tiếp tục xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu món quà tình cảm của bác Hải. Xin được trân trọng kính mời. Món quà tình cảm của em Duy chuẩn bị. Vâng, rất là tuyệt vời. Một trong các tay thật lớn thưa quý vị ạ. Xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu món quà tình cảm của em trai em Duy, xin được trân trọng kính mời. Đúng là anh em như thể tay chân rất lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Ngày hôm nay anh chỉ có gia đình, em Duy cũng có món quà tặng trao. Chúc cho anh chỉ mãi ngọt ngào, niềm vui hạnh phúc mãi đời trăm năm. Một trong các tay thật lớn thật đồng nhiệt từ phía quý vị ạ. Xin được trân trọng cảm ơn món quà tình cảm của em Duy. Và lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở lại sân khấu sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn. Vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai cũng như vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đến với những lời phát biểu trong lễ nhận lễ của hai vị trưởng đoàn. Thì ngay lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các bậc quý vị sẽ đến với phần phát biểu xin dâu cũng như trao dâu của hai vị trưởng đoàn và cũng như bác đại diện gia đình họ nhà trai chính thức thông báo giờ mà đón cô dâu Kim Huế của chúng ta trở về với hôn chỉ cưới của gia đình họ nhà trai để tổ chức buổi lễ thành hôn, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, được phép thay mặt và đại diện cho họ nhà trai một lần nữa được thưa chuyện với các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác và anh chị em. Đặc biệt xin được cảm ơn một lần nữa tình cảm mà các cụ, công, các bà, họ nhà gái đã dành cho phái đoàn họ nhà trai chúng tôi rất là lồng nhiệt, thắm tình và thắm nghĩa. Và cũng kính thưa với các cụ, một năm chỉ chọn ra một tháng chỉ chọn ra một ngày chỉ chọn ra một giờ, đúng giờ này là giờ đẹp nhất của hai cháu. Mà ngay giờ này được phép thay mặt và đại diện cho họ nhà trai xin dâng lên cũng như cái lễ cơ dầu đã được chấp nhận và báo cáo với các cụ dành lại cho những tình cảm để xin được đón cháu Huế về là phòng tổ chức hội nhà trai. Và một lần nữa xin kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà bớt chút thời gian vàng ngọc đến với gia đình hội nhà trai để cùng tổ chức một lễ thành hôn tốt đẹp và chúc phúc lên cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi thì quý vị và các bạn vừa đến với đôi lời phát biểu xin dâu cũng như cảm ơn tới toàn thể các bậc quý vị và đặc biệt là bác đại diện gia đình họ nhà trai có lời mời tới gia đình họ nhà gái, tất cả các cụ, các ông, các bà. Một lát nữa sẽ cùng với cô dâu chú rể cùng với phái đoàn gia đình họ nhà trai chính thức trở về với gia đình họ nhà trai để dự trọn vẹn buổi lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể. Và ngay đây, thì để đáp những lời mời của bác đại diện gia đình họ nhà trai thì xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng trở về với lời phát biểu của bác đại diện gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời.
Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà cùng con tiên hai họ, tôi đại diện cho gia đình họ nhà gái xin đồng ý với ý kiến của ông đại diện họ nhà trai. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể cô dì chú bác trong buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Và theo như gia đình đã tổ chức danh sách đọc tên các quý vị, quý cụ, quý ông, quý bà đưa cháu Huế về trên nhà chồng để dự lễ thành hôn, thì mời các cụ, các ông, các bà và anh chị em bố trí đi để cho đúng giờ, đúng đoàn để về nhà trai dự cái lễ thành hôn cho hai cháu được trọn vẹn. Con xin cảm ơn ạ. Vâng, lúc này đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác đại diện của hai bên gia đình hãy cùng bước lên phía trước sân khấu một bước và cùng quay mặt vào nhau trao cho nhau cái bắt tay kết tình thông gia. Vâng, ông một tráng tay thật lớn cũng có quý vị dành cho hai gia đình chúng tôi. Vâng, và lúc này thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác hãy lắng lại sân khấu và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở lại sân khấu sự hiện diện bảy sinh thành do cô dâu Kim Huế cùng với em Duy cùng trở lên sân khấu để lưu lại tấm hình đẹp nhất trong ngày vui. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay thật hạnh phúc, làm cuộc sống của anh đó. Mình cùng ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, biết nhau dẫu cho khó khăn, ta sẽ không
dẫu cho khốn khó ta sẽ không cách xa bao giờ. Trôi vào đêm vui
thì ban tổ chức xin được mời chú rể Hoàng Đức và cô dâu xinh đẹp Kim Huế, hai bạn cùng nhau tay trong tay di chuyển trở ra khu vực sân khấu trang trọng của gia đình Hoàng Trai, để ban tổ chức sẽ chính thức long trọng cử hành để lấy thành hôn. Tất cả sự hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Đó là chúng tôi xin được mời chú rể và cô dâu, hai bạn sẽ cùng nhau chính thức an tỏa tại vị trí chỗ ngồi danh dự của mình, và cũng được kính truyền lời cảm ơn từ gia đình họ nhà trai. Rất là mong muốn được gửi lời cảm ơn tới tình cảm chân quý mà người chúng ta đã cùng dành cho hai bên gia đình trong buổi lễ thành hôn vô cùng long trọng diễn ra tại Tư Gia, phòng trà phòng khách số 1 của gia đình họ nhà trai. Và đề nghị bộ phận ban lễ tân của gia đình họ nhà trai nhanh chân dẻo bước rót nước mời thuốc mời trà, đón tiếp quý vị chúng ta thật là chu đáo nồng hậu trọng thị ân cần trong buổi trưa hôm nay. Trân trọng được kính mời. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý và ban tổ chức, xin được trân trọng nồng nhiệt chào đón sự diện trở về của toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã cùng trở về trong buổi lễ thành hôn. Tác thành duyên hạnh phúc cho chú rể Hoàng Đức sánh duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Kim Huế. Và lần đầu tiên cho phép Phương Nhàn thay mặt cho ban tổ chức những người làm hành trình xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe với lời chào mừng nồng nhiệt và thân thương nhất. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, hạnh phúc chính là một dòng chảy lớn chảy về những nhánh sông nhỏ. Nó tượng trưng cho tiền tài, sức khỏe, danh vọng và hạnh phúc của mỗi một con người. Và những dòng chảy lớn thì được bắt nguồn từ đỉnh là những dãy núi cao, và hạnh phúc của mỗi một con người là được bắt nguồn từ mái ấm hạnh phúc của gia đình. Và hiểu được điều đó, đôi bạn trẻ chú rể Hoàng Đức và cô dâu Kim Huế trên nền tảng là một tình bạn vững chắc đã cùng nhau nắm tay xây dựng một mái ấm hạnh phúc cho riêng mình. Một mái ấm hạnh phúc mà ở nơi đó có tiếng cười đùa, yêu thương của trẻ thơ. Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà chính là hành trình mà Đức và Huế đã cùng nhau đi. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió trong trong sẽ quay. Và đủ yêu thương, ngày hôm nay hạnh phúc của đôi bạn trẻ đã chính thức được viên mãn và đong đầy. Và sau một quá trình tìm hiểu, được sự cho phép của chính quyền hai bên địa phương, được sự vun vén, tác hợp, đồng ý và nhất trí cao của hai bên gia đình, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhằm vào ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thìn, là ngày đẹp nhất, ngày Thanh Long hàng đạo, ngày lắm gạo nhiều con, ngày ông Tơ Bà Nguyệt chính thức xe sợi chỉ hồng. Để cùng tác thành duyên hạnh phúc cho đôi tân lăng, tân gia nhân, trăm năm chọn được một năm, một năm chọn được một tháng thì chỉ có một ngày, và một ngày thì lựa chọn được một giờ tốt nhất để cử hành lễ thành hôn. Tất tình duyên hạnh phúc cho chú rể Hoàng Đức và cô dâu Kim Huế. Và trong khoảnh khắc tuyệt vời này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai bông hoa rạng ngời hạnh phúc trong ngày vui ngày cưới. Đó là chú rể Hoàng Đức và cô dâu xinh đẹp Kim Huế, hai bạn cùng nhau tay trong tay di chuyển lên khu vực sân khấu để ra mắt, chính thức ra mắt quan viên bốn họ hai bên gia đình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai bạn. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, và trên sân khấu của gia đình họ nhà trai lúc này đây, đó chính là sự ra mắt của hai bông hoa đẹp nhất trong ngày vui ngày cưới, hai người hạnh phúc nhất trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Hoàng Đức và cô dâu xinh đẹp Kim Huế. Và ban tổ chức xin được mời quý vị chúng ta hướng mọi ánh nhìn yêu thương trở lại khu vực sân khấu. Và kính thưa quý vị, tiếng chuông vàng đã điểm, giờ lại đã tới ban tổ chức của tôi không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, sẽ được long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Hoàng Đức sánh duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Kim Huế xin phép được chính thức bắt đầu. Vâng ạ, một tràng pháo tay lớn để chúc mừng. Và đón chào sự diện trở về của quý vị đông đủ tại đây với những tình cảm yêu thương, sự chân quý, với lời chúc phúc chúc duyên dành cho giờ và rể. Và sự diện có mặt của quý vị tại đây chính là một niềm vinh dự, một lời chúc phúc lớn lao dành cho gia đình. Và Phương Nhận mong muốn rằng lúc là chú rể Hoàng Đức và cô dâu Kim Huế, hai em sẽ nắm thật chặt tay nhau để chính thức cúi một cái cúi đầu ra mắt thật là sâu, gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất tới tình cảm yêu thương và tình cảm chân quý mà quý vị dành cho em. Vâng ạ, 1, 2, 3, xin mời.
và thiết tha. Mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà mời người xơi. Trà này ngon lắm người ơi, mỗi người mỗi chén, cho quan viên họ nhà trai, chú rể Hoàng Đức được vui lòng. Và xin được mời bộ phận ban lễ tân của gia đình họ nhà trai một lần nữa nhanh chân dẻo bước, liên tục rót nước mời thuốc mời trà. Và hãy tạo cho nhau những niềm vui và hạnh phúc, tạo cho nhau những sự sống của tình yêu, tạo cho nhau những buổi sớm chiều. Và hơn bao giờ hết, hãy cùng nhau tạo cho nhau những điều thật là chung thủy. Một nhà sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Ngày hôm nay, trai thanh tú gặp gái hiền chịu khó, gia đình hòa thuận, hạnh phúc xiết bao. Để cùng chính thức thắt chặt trong mối tình, thông gia hai nhà đoàn kết gắn bó keo sơn. Và ấn định thời gian giờ lành giờ tốt để cùng làm nghi lễ trao dâu nhận rể, thì ngay giờ phút trang trọng và lịch sự này, ban tổ chức xin được trân trọng nồng nhiệt giới thiệu và kính mời ra khu vực sân khấu hai ông trưởng đoàn đại diện cho tiếng nói của hai bên gia đình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai ông. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể quý vị, sự hiện diện vô cùng trang trọng trên sân khấu lúc này đây đó chính là hai ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đại diện cho tiếng nói của hai bên gia đình, là sợi dây kết chặt tình cảm thông gia hai nhà. Và ban tổ chức mong muốn rằng quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón hai vị trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Xin mời. Kính thưa quý vị, và hôm nay ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái trở về đây được sự ủy quyền của bố mẹ thân sinh, ra cô dâu xinh đẹp Kim Huế đưa cô dâu về làm dâu con của gia đình họ nhà trai. Và tại sân khấu này, với những lời vàng ý ngọc, ông mong muốn được gửi gắm cháu gái về làm dâu con của gia đình họ nhà trai. Và qua sông có bến có đò, gả con gả cháu thì cũng có dặn dò đôi câu, dặn con sớm sớm chiều chiều. Và giờ đây họ nhà gái sẽ xin phép chính thức có đôi điều kính thưa và sẽ được mời ý kiến chào dâu nhận rể của vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, kính thưa quan viên hai họ và bốn bên, tôi rất vinh dự được làm đại diện cho phái đoàn họ nhà gái. Lần đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn tới quý cụ, quý ông, quý bà của phái đoàn họ nhà trai đã tiếp đón gia đình nhà gái chúng tôi rất là thấm tình, thấm nghĩa. Đại diện cho gia đình họ nhà gái, tôi xin thay mặt cho bố mẹ của cô dâu Kim Huế chính thức hôm nay nên trao và gửi cháu về làm con dâu, làm cháu dâu và làm một thành viên trong gia đình của gia tộc họ nhà trai, và cũng chính thức nhận cháu Hoàng Đức về làm con rể, cháu rể và làm thành viên trong gia đình họ nhà gái chúng tôi. Hôm nay là một ngày lành tháng tốt, hai họ cùng và quan viên bốn họ cùng được sự đồng ý của chính quyền địa phương hai bên đã chính thức chọn được ngày lành tháng tốt tổ chức cho hai cháu một buổi lễ thành hôn thật là long trọng tại họ nhà trai. Trước khi dừng lời, tôi xin chúc toàn thể quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể quan viên hai họ và bốn bên một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an khang. Bác chúc riêng cho hai cháu là trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Dạ vâng, ban tổ chức xin được cảm ơn lời vàng ý ngọc của ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái. Tại sân khấu này, ông gửi gắm cô dâu Kim Huế về làm dâu con của gia đình họ nhà trai và đón nhận chàng rể Thảo Hoàng Đức làm rể con của gia đình họ nhà gái. Và với lời phát biểu vừa rồi, ông cũng mong muốn rằng gia đình họ nhà trai sẽ chính thức dang rộng cánh tay yêu thương, bảo ban chở che, dạy dỗ để giúp cô dâu sớm hòa nhập với cuộc sống mới tại gia đình họ nhà trai. Và kính thưa quý vị, trao dâu thì phải có nhận dâu, và nhà trai cũng xin phép có đôi câu tỏ tường. Và lời tiếp trình lấy ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai được sự ủy quyền của bố mẹ thân sinh ra chú rể Hoàng Đức tại sân khấu này chính thức làm thủ nghi lễ nhận cô dâu trao chú rể. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà cùng quan viên bốn họ, được phép thay mặt và đại diện cho họ nhà trai xin gửi lời chúc sức khỏe và sự tiếp đón nồng nhiệt tới tất cả các cụ, các ông, các bà cùng quan viên bốn họ. Lời chúc sức khỏe
tốt đẹp nhất. Kính thưa toàn thể các cụ, được phép thay mặt và đại diện cho nhà trai, hôm nay rất vinh dự cùng với hai gia đình, hai bên long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Sự hiện diện của tất cả các cụ, các ông, các bà và quan viên bốn họ mang lại niềm vui và hạnh phúc lớn cho hai cháu và mang lại niềm vinh dự cho hai gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, trải qua một thời gian tìm hiểu, nay các cháu đã được chín mùi theo đúng tập truyền mà ông cha ta để lại. Duyên vợ các cháu đã thành, nay đã được hai bên bố mẹ chấp thuận cùng hai bên chính quyền địa phương chính thức công nhận cho hai cháu lên vợ thành chồng. Được phép thay mặt cho đại diện Hòa Nhà Trai, tôi xin chính thức từ đây nhận cháu Huế làm con dâu cũng như cháu dâu trong gia đình dòng họ chúng tôi, và cũng xin trao cháu Đức làm con trong gia đình ông bà Cảnh Huệ và làm cháu dâu trong dòng họ nhà gái. Trước khi ngừng lời, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết kính chúc toàn thể các cụ cùng quan viên bốn họ có một sức khỏe bình an và tốt đẹp nhất. Chúa cũng chúc cho hai cháu đã rằng là nghĩa vợ chồng, dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn hai lời phát biểu vô cùng tuyệt vời của hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Và đúng là lời vàng, lời ngọc sắc son, hai ông bảo ban, dâu rể, các con cháu cùng. Làm sao hai bạn phải ăn ở thủy chung, bên nội bên ngoại ta cùng như nhau, vợ chồng ăn ở trước sau, gia đình hạnh phúc, hát câu hòa bình. Và đó cũng chính là mong muốn của tất cả hai bên gia đình. Mong rằng hai bạn sẽ sống thật hạnh phúc, sống thật ý nghĩa với sự tin yêu, sự tin tưởng mà gia đình hai bên đã dành cho hai em. Và tại sân khấu trang trọng này thì ban tổ chức mong muốn rằng hai bác trưởng đoàn chính là một sợi dây kết nối tình cảm thông gia hai nhà. Mời hai bác sẽ chính thức tiến lên phía trước một bước và bắt một cái tay giao ước tình thông gia hai nhà như một. Vâng ạ, bây giờ chúng ta không quên dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng như để chúc mừng. Xin mời. Vâng, kính thưa hai bác trưởng đoàn trân trọng và kính mến, ngày hôm nay hai bác đã chính thức bỏ lại sau lưng tất cả những bộn bề lo toan cuộc sống và dành chọn một ngày chủ nhật vô cùng ý nghĩa bên gia đình thân yêu, và dành thời gian tại đây để chứng kiến trọn vẹn cho kết quả của một tình yêu chân thành, một tình yêu đẹp của chú rể và cô dâu. Và lúc này xin được mời hai bác sẽ vui lòng lán lại tại khu vực sân khấu ít phút đồng hồ để tiếp tục chứng kiến câu chuyện tình yêu của cô dâu chú rể trong thủ tục ghi lễ, cắt bánh và rót rượu. Và lúc này xin được mời hai em sẽ chính thức tay trong tay di chuyển trở lại với ba tầng bánh cưới tình yêu để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Trân trọng được giới thiệu và kính mời. Ngào trên sân khấu của ban tổ chức, tầng một tầng bánh cưới cao nhất sẽ thay cho tất cả những lời cảm ơn và tri ân công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hai bên. Và tầng bánh thứ hai là tầng bánh gửi những lời cảm ơn, sự hiện diện và tình cảm chân quý mà quý vị dành cho đôi bạn trẻ. Và tầng bánh cuối cùng, tầng bánh tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, thủy chung và son sắc của chú rể Hoàng Đức và cô dâu Kim Huế. Và chúng tôi xin được mời hai bạn trẻ tay trong tay kề đôi vai sát mái đầu cùng nhau chia ngọt sẻ bùi cắt bánh tình yêu. Trân trọng được kính mời hai bạn. Kính thưa quý vị, bánh này vỏ trắng ruột hồng, bánh này được nhĩ hương nồng sắc son, bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình, cùng nhau cắt bánh phu thê về cho đình em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, từ nay em đã có anh làm chồng. Và các bạn trẻ đang cùng liên tục gửi những lời cảm ơn tới sự yêu thương, những tình cảm chân quý mà quý vị dành cho hai bạn. Và các bạn trẻ đặc biệt hơn nữa đang cùng chính thức đi lên tầng bánh cưới cao nhất, tầng bánh tượng trưng cho lời cảm ơn, tri ân công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hai bên. Vâng ạ, thay mặt cho đôi bạn trẻ xin một nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chia tay với vị ngọt ngào của ba tầng bánh cưới tình yêu, chúng tôi xin được mời chú rể Hoàng Đức và cô dâu Kim Huế hai bạn cùng di chuyển sang phía tầng thắp ly tình yêu để cùng khui rượu sâm banh cho ngày vui ngày cưới. Trân trọng được kính mời. Kính thưa quý vị, những chai rượu vang màu đỏ luôn là màu được lựa chọn cho những dịp vô cùng quan trọng, những dịp đặc biệt, và nó thể hiện cho sự may mắn,
sự thịnh vượng, sự thành công. Và những dòng rượu vang đỏ ngày hôm nay cũng chính thức được cùng nhau chảy tràn trên đỉnh của tháp ly tình yêu, chảy về những nhánh sông nhỏ, nó biểu tượng cho sức mạnh, sự bất tận của tình yêu. Và chúng ta xin được mời hai đôi tay của cô chú rể sẽ cùng nhau tay trong tay ạ, kề đôi vai sát mái đầu, cùng rót rượu lên tháp ly tình yêu. Những dòng rượu vang đỏ đang được chính thức của Hòa Quyền ạ, với những làn khói trắng mờ ảo vồng bềnh, từng chiếc dòng máu của hai con tim cùng ngày hôm nay sẽ cùng chung một nhịp đập. Hai dòng máu ấy sẽ cùng chính thức hòa quyện và làm một ạ. Và kính thưa quý vị, em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu Kim Huế là một chén rượu cay thì Hoàng Đức xin nhấp miệng để được say cô dâu suốt đời. Và với chén rượu thứ hai, chúng tôi xin được mời chú rể sẽ lưu ý giúp ban tổ chức ạ. Hai bạn sẽ rót rút vào 6 chiếc ly rời mà ban của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Để mỗi phút nữa hai bạn sẽ gửi lời cảm ơn và tri ân công đức sinh thành của cha mẹ hai bên. Và đặc biệt nữa cảm ơn sự hiện diện và sự quan tâm, tình cảm chân quý của hai ông trưởng đoàn ngày hôm nay. Thuần tục thì chú rể đã chính thức khui nắp chai rượu thứ hai. Và chú rể ơi, phần rượu đầu tiên thì chú rể rút rút vào 6 chiếc ly rời chứ ạ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay đôi bạn trẻ là những người đang sống trong niềm vui hạnh phúc, những người mà hạnh phúc hơn gấp nhiều lần, đó chính là những người làm cha làm mẹ. Và tài sản lớn nhất của những người làm cha làm mẹ chính là con cái. Và cha mẹ hai bên ngày hôm nay đang chính thức được chứng kiến giây phút con trai và con gái của mình xây dựng gia đình. Và rượu hồng thì chúc phúc mẹ cha, ân sâu nghĩa nặng như là biển đông. Hôm nay nên vợ nên chồng, tung ơn thầy mẹ một lòng, hai bạn khắc ghi. Và chúng tôi cũng xin được mời ra sân khấu ngay giữa ở đây, đó là hai ông bố thân sinh ra cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời ông bố thân sinh ra chú rể Hoàng Đức và ông bố thân sinh ra cô dâu Kim Huế. Mời hai ông cùng vui lòng di chuyển ra khu vực sân khấu để đón nhận những ly rượu cảm ơn đến từ hai con của mình. Trân trọng được giới thiệu và kính mời hai ông. Mời gia đình mình sẽ tiến lên phía trước khoảng 2 bước ạ. Vâng. Để ở khu vực sân khấu này thì dâng rượu cảm ơn lên vị trưởng đoàn đại diện hỏi gái và ông bố thân sinh cô dâu. Cô dâu sẽ dâng rượu cảm ơn lên ông bố thân sinh chú rể và vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai. Vâng, xin mời. Vâng, còn hai ly rượu hạnh phúc thì xin mời hai bạn cũng sẽ cầm trên tay của mình ạ. Và do địa hình của sân khấu cũng rất là chật hẹp, cho nên là mong muốn rằng lúc này xin được mời cô dâu chú rể sẽ ở bên phía dưới. Và mình ạ, khoảnh khắc đầu tiên này thì chúng tôi mong muốn ạ, dâu rể sẽ hướng ly rượu của mình. Vâng, chóng mời các bác sẽ tiến lên phía trước một bước nữa ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng ạ, dâu rể sẽ hướng ly rượu thay cho lời cảm ơn lên khu vực sân khấu ạ, để chạm cốc chúc sức khỏe đại gia đình hai bên. Vâng, xin mời. Vâng, sau khi đã gửi lời cảm ơn và tri ân rồi thì chúng tôi xin được mời khoảnh khắc thứ hai, mời chú rể Hoàng Đức và cô dâu Kim Huế. Hai em sẽ hướng ánh mắt yêu thương về phía nhau ạ, và hai tay của hai bạn sẽ cùng lồng tay chéo vào nhau uống rượu do bôi. Và trên phía trên sân khấu thì mời hai ông bố cùng nhau trưởng đoàn ạ sẽ chính thức cùng ly đón nhận và nhấp những ly rượu thay cho lời chúc phúc dành cho hai con của mình. Còn ở phía dưới thì sao ạ, quý vị chúng ta không quên dành một tràng pháo tay lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, thay lời cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn tình cảm của hai ông bố và hai ông bác trưởng đoàn. Cảm ơn đại gia đình mình ạ, và xin được mời các bác sẽ cùng chính thức di chuyển vào trong phía tư gia của gia đình để cùng ạ ngồi gần bên nhau, thắm chặt hơn nữa câu chuyện tình cảm thông gia hai nhà. Và ban tổ chức không quên chúc cho tình thông gia hai nhà mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Trân trọng và cảm ơn các bác rất. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay đôi bạn trẻ được hiện diện, được đón nhận tình cảm và xin diện có mặt quý vị đông đủ tại đây, đó chính là một món quà tinh thần vô giá, không gì cân đo đong đếm được bằng lời. Và đặc biệt hơn nữa là còn những món quà vật chất vô cùng ý nghĩa, là những bước đệm vững chắc cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này của hai bạn trẻ. Đó chính là những phần quà ý nghĩa của đại gia đình họ nhà trai. Và cùng trở lại với chương trình trao quà trong ngày vui ngày cưới. Vâng ạ, ban tổ chức sẽ xin được mời hai bạn trẻ sẽ cùng một lần nữa vui lòng di chuyển lên khu vực sân khấu để chính thức
đến với các thủ tục nghi lễ tiếp theo. Kính thưa quý vị, và trước khi mà đôi bạn trẻ sẽ đón nhận những phần quà yêu thương đến từ gia đình họ nhà trai, thì tại sân khấu này họ sẽ chính thức một lần nữa khẳng định với quý vị rằng tình cảm họ dành cho nhau là chân thành, là duy nhất, là mãi mãi. Và một tín vật thiêng liêng sẽ được chính thức trao gửi cho nhau trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Đó chính là một cặp nhận tình yêu biểu tượng cho sự bền vững, sự gắn kết, sự yêu thương. Và nhận chính là một vòng tròn khép kín, không có điểm đầu, không có điểm kết, là một loại kim loại quý, làm bằng vàng, không bao giờ phai mòn theo thời gian, chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu mà đôi bạn trẻ dành cho nhau. Và trong khoảnh khắc này, chúng tôi xin được mời chú rể Hoàng Đức sẽ lấy hộp nhận cưới cho túi áo vest của mình ra. Vâng, xin trân trọng được kính mời. Cô dâu đưa hoa ba tổ chức tổng giúp ạ. Và lúc này chúng tôi xin được mời chú rể sẽ mở hộp nhận cưới tình yêu của mình ra đi ạ. Và trong ngày vui hạnh phúc ngày này ạ, thì chúng tôi mong muốn rằng ạ, chú rể từ từ nhá, nghe rõ ý kiến của ban tổ chức một chút ạ. Chúng tôi mong muốn rằng ạ, chú rể sẽ cầu hôn cô dâu thêm một cách đặc biệt nhất để lưu lại những khoảnh khắc và những ấn tượng sâu sắc nhất ạ trong lòng quý vị khán giả ngày hôm nay. Và tôi tin chắc rằng ạ, sự gợi ý từ ban tổ chức thì chú rể biết mình sẽ phải làm gì rồi đúng không ạ? Vâng ạ, à, rất tuyệt vời. Vâng, một chàng trai vô cùng ga lăng, đẹp trai, vâng ạ, à, đã quỳ xuống và cầu hôn cô gái của mình rồi ạ. Vâng, một hành động vô cùng tuyệt vời. Và sau khi đã đeo nhẫn vào tay cô dâu thì chúng tôi mong muốn rằng chú rể sẽ là ngón tay đó và đặt một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng lên đôi tay cô dâu ạ. Và một tràng vỗ tay giòn ra đến từ toàn thể quý vị ạ, để chúc mừng. Vâng ạ, à, một chàng trai vô cùng tuyệt vời, một người đàn ông, một chỗ dựa vững chắc cho cô dâu. Và sau khi đã đón nhận chiếc nhẫn tình yêu từ cô dâu rồi, từ chú rể rồi ạ, thì cô dâu ơi, cô dâu cũng sẽ lấy một chiếc nhẫn trong hộp nhẫn tình yêu ạ, lân ngón tay út của chú rể và lồng vào đó chiếc nhẫn tình yêu. Và chúng ta mong muốn rằng chiếc nhẫn này sẽ là một tín vật, một sự khẳng định chắc chắn từ cô dâu chú rể đến quý vị rằng tình cảm họ dành cho nhau là chân thành, là duy nhất. Vâng ạ, sau khi đã trao nhẫn xong thì chúng tôi xin được mời hai em sẽ giơ tay lên ạ cho quý vị khán giả phía dưới ạ, chiêm ngưỡng hộp nhẫn tình yêu của hai bạn ạ. Vâng ạ, vâng ạ, một cặp nhẫn tình yêu rất là đẹp đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau khi đã cùng trao nhẫn cho nhau rồi thì lúc này sẽ đến một phần tiếp theo, đó là phần quà yêu thương và ý nghĩa của gia đình sẽ chính thức trao gửi cho dâu và rể. Và kính thưa quý vị, công cha mẹ nuôi con dưỡng dục, sánh biết bao biển rộng núi non cao, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, dặn dào tình mẹ tình cha, mong cho con trẻ có ngày vui chung, chắc chiêu mưa nắng ngọt bùi, dành bao phúc lộc để đời cho con. Cha mẹ sinh con ra không có rừng vàng biển bạc, mà chỉ có cho con một tấm lòng. Và xin được mời mẹ thân sinh ra chú rể sẽ cùng chính thức di chuyển đến sân khấu trao quà cho hai con. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Và nhà thơ Xuân Quỳnh có câu thơ nói rằng: Mẹ đâu là của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi, mà em ơn mẹ suốt đời không xong. Và ngày hôm nay mẹ sẽ chính thức dang rộng cánh yêu thương để đón con về làm dâu con của mẹ. Và ban tổ chức mong muốn rằng với tình cảm yêu thương này, mẹ không chỉ coi cô dâu Kim Quế là con dâu, mà mẹ sẽ chính thức coi cô con dâu này như một người con gái yêu thương của mẹ. Vâng ạ, và tại sân khấu này thì ban tổ chức mong muốn rằng là một cái ôm thân thương giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ chính thức dành cho nhau tại sân khấu ạ, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị ạ. Vâng ạ, tình cảm của hai mẹ con sẽ luôn luôn ạ vui vẻ và hạnh phúc. Đó là một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúc mừng cho tình cảm này ạ. Xin mời nhiếp ảnh gia sẽ lưu lại khoảnh khắc này cho gia đình. Vâng ạ, xin cảm ơn mẹ rất nhiều, chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, chúc bố mẹ sẽ luôn luôn là cây cao bóng cả, là chỗ mát tinh thần, là chỗ dựa cho hai con suốt cuộc đời. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và nối tiếp phần trao quà, vâng ạ, xin mời bác xuống dưới ạ. Và nối tiếp phần trao quà thì ban tổ chức xin được mời phần quà đến từ quà tặng đến từ hội đồng ngũ của chú rể. Vâng, xin mời hội đồng ngũ của chú rể sẽ cùng trở lại sân khấu, xin trân trọng kính mời.
chú rể trong hội đồng ngũ của chú rể Hoàng Đức thì ngày hôm nay trở về đây ạ. Quý vị thấy là trên tay là cầm mỗi anh chàng ạ một cái món quà. Đó là anh đầu tiên là chàng tặng một chai Sun Life, đúng không ạ? Chai dầu rửa bát. Mong muốn rằng ạ, sau buổi lễ thành hôn này thì nhà mình còn bao nhiêu bát đũa từ sáng ăn tối chưa rửa để dành cho cô dâu nhá, được không ạ? Vâng ạ, sau khi là tổ chức lễ thành hôn xong là còn bao nhiêu bát là để cô dâu rửa lốt ạ. Vâng. Vâng, xin cảm ơn phần quà thứ hai. Xin mời phần quà là một chiếc chổi lau nhà. Sau cái công việc của gia đình xong ấy thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều việc cho cô dâu làm đấy ạ. Và các bạn của chú rể thì rất là ý nhị và ngày hôm nay là mang về đây sắm thêm cho cô dâu cái chổi mới để lát lau nhà cho nó bon. Vâng ạ. Vâng ạ. Tiếp theo là một chiếc chổi, vâng ạ, lại là một chiếc chổi lau bát nhà tiếp theo và một chiếc phích nước với những món quà rất là ý nghĩa và vô cùng thiết thực, đúng không ạ? Xin được thay lời cho chú rể Hoàng Đức và cô dâu Kim Huế xin được cảm ơn những món quà yêu thương của các bạn trong hội đồng ngũ của chú rể rất là nhiều. Vâng ạ, một tràng vỗ tay thật là lớn từ quý vị, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Ui, ra tất cả như đây. Hello. Vâng, xin được cảm ơn các bạn trong hội đồng ngũ của chú rể rất là nhiều. Xin được cảm ơn. Quý vị ơi, vừa rồi thì chúng ta đã được trải qua các phần thủ tục nghi lễ quan trọng trong một đám cưới theo đúng phong tục tập quán của quê hương. Đó là các phần nghi lễ thì đã được diễn ra. Thành thì Đức và Huế đã thành vợ thành chồng. Và ngày hôm nay thì thiếu cái gì để đủ ba chữ nhỉ các bạn nhỉ? À đúng rồi, vâng ạ, hôn nhau. Vâng, bên phía dưới các bạn đồng ngũ đang bảo hôn nhau ấy, đúng rồi. Vâng thưa quý vị, và thường thường bất kỳ một đám cưới nào thì chúng tôi cũng mong muốn rằng các bạn trẻ sẽ cùng thể hiện tình cảm dành cho nhau một nụ hôn đồng cháy để đủ ba chữ lễ thành hôn, để đủ trọn vẹn điều tuyệt vời này. Và lúc này thì chúng tôi xin được phỏng vấn chú rể ạ. Chú rể có sẵn sàng trao gửi nụ hôn cho cô dâu không ạ? Dạ sẵn sàng ạ. Cô dâu đón sẵn sàng đón nhận không ạ? Sẵn sàng. Cô dâu cười tươi lắm, bảo em sàng sẵn từ tối hôm qua rồi. Vâng. Thế lúc này thì chúng tôi xin được mời hai bạn ngày thường đứng hôn nhau như thế nào ạ? Đứng hôn, chú rể ngày thường là đứng hôn chứ không ngồi hôn. Rồi thế đứng tại sân khấu thì đứng hôn. Thế nên ngày thường đứng như thế nào? Đứng tư thế như nào? Mình hôm nay đứng như thế hộ cho ban tổ chức ạ. Vâng. Tư thế ngày thường đứng như nào thì hôm nay cứ đứng như thế thôi ạ, không có gì khác biệt ạ. Vâng. Đâu ạ, xem là ngày thường đứng hôn nhau như thế nào. Vâng. À, đúng rồi đấy, đúng chuẩn ạ. Vâng. Tư thế này là tư thế chúng tôi gọi là tư thế sẵn sàng chiến đấu ạ. Vâng, tư thế chuẩn luôn rồi đấy ạ. Vâng. Xin mời chú rể nhá, đặt tay vào em cô dâu nhá, ôm chặt bờ eo này nhá. Vâng ạ. Chúng tôi sẽ xin phép được tư vấn cho cô dâu chú rể ba kiểu hôn như sau ạ. Hôn vào má trái sinh năm gái một trai, hôn vào má phải sinh năm trai một gái. Và ngày hôm nay chú rể mạnh dạn trao gửi nụ hôn của mình lên đôi môi của cô dâu thì hai bạn chắc chắn sẽ đủ nếp đổ tẻ một trai một gái theo đúng như khuyến khích của nhà nước mình và bây giờ đó là khuyến khích kế hoạch của gia đình, mỗi gia đình sinh đủ hai con một trai một gái. Và lúc này thì ban tổ chức thì chỉ tư vấn như vậy thôi, còn sự lựa chọn là tùy thuộc ở hai bạn trẻ. Và chúng tôi sẽ cùng với quý vị khán giả đếm từ 1 đến 3 thì hai bạn sẽ hôn nhau, và đếm từ 3 trở về 1 thì nụ hôn sẽ kết thúc ạ. Và chú rể cô dâu sẵn sàng nhá, hít thở lấy hơi, đây là hạnh phúc khó quên trong đời. Chúng tôi xin phép được đếm nhá, quý vị ơi, đếm ban tổ chức nhá. 1, 2, 3, xin mời. 3, 2, 1. Và rất tuyệt vời, một nụ hôn nồng cháy ạ. Kính thưa quý vị, một nụ hôn nồng cháy đã được đôi bạn trẻ thể hiện tại sân khấu yêu thương này để cùng chính thức ra mắt quý vị cũng như khẳng định một lần nữa tình cảm họ dành cho nhau tại sân khấu tình yêu của gia đình. Và kính thưa quý vị, chương trình tổ chức đại lễ thành hôn cho chú rể Hoàng Đức và cô dâu Kim Huế, ban tổ chức mong muốn được kéo dài hơn nữa, nhưng vì điều kiện thời gian không cho phép và cũng theo những tín hiệu từ vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái, thì lúc này đây một lần nữa ban tổ chức xin được mời ông đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ cùng vui lòng di chuyển ra khỏi. Và xin được mời chú rể và cô dâu trên tay của mình sẽ bưng cơi trầu và bao thuốc lá để cùng di chuyển nhanh hơn vào vườn hoa của gia đình, nói lời chào, lời tạm biệt hai phái đoàn đặc biệt ngày hôm nay, và xin được chúc cho phái đoàn họ gái trên đường đi đưa dâu trở về với tương gia, hôn trường phong cách gia đình họ gái.
trên đường về, cho tôi nhận điều may mắn, sự lộ bình an, chúc tình cảm đông ra hai bên gia đình đoàn kết, gắn bó, yêu thương. Xin trân trọng được cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt quá trình tổ chức đại lễ thành công ngày hôm nay. Giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tươi. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau, dù đi đâu về đâu vẫn có một tư ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi, đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời.